ha. Chỗ thì cấm dược, chỗ dược, chỗ cấm dược, chỗ dược, đa dược thằng khỉ kia. Gặp cái bản quẹo vô không kịp, các bạn vô đây. Nhiều khi mà mấy bố xe tải nó chạy có 30 thôi mẹ. Nó chạy 30 trước đầu bạn, bạn làm gì nó. Bóp kèn nữa kệ bài chứ. Đường của bố mà. Đi. Duy sẽ kể cho các bạn nghe một cái hành trình mà xa nhất mà Duy Nguyễn từng đi. Wow. Tự lái bằng mẹt. Đó là đâu? 30 tháng 4 vừa rồi, Duy Nguyễn đến thành phố biển Nha Trang. Khởi hành từ Sài Gòn tới Nha Trang. Một cái quãng đường cực kỳ khủng khiếp mà không bao giờ quên. Nó dã man đến không tưởng luôn. 9 tiếng lái xe mệt đó nha. Dính hên, cú đây hên, dính một chốt. Đi về miền Tây bao nhiêu lần dính chút nào hết. Đi về miền Trung ăn một đống chốt luôn. Bởi vì cái này là gì? Đặc sản, đặc sản. Nhớ. Đi về miền Trung là đặc sản là cái vụ này nha. Ở đây các bạn đi Nha Trang chưa? Các bạn đi Nha Trang mà tự lái mới nói nha. Còn chuyện mà đi Nha Trang mà ngồi Phương Trang nằm muốn cái khò nó bò tới thôi. Nói đâu gì biết gì đâu nói. Nhưng mà cái điều Duy nói đây là cái trải nghiệm về cái con đường mình đi đến Nha Trang. Dân chơi mà đường nào cũng biết đi hết á. Bây giờ đi đến Nha Trang có hai con đường. Hai con đường chính mà bạn có thể đi. Chính nha, đi được nha. Xe hơi đi nha ba. Còn mấy con bố xe máy khi lủi rừng đi luôn á. Đó không biết. Thôi. Là xe hơi đi đường đẹp mới nói. Đường xấu bạn nha. Là từ đây bạn chui sao chui ra tới cao tốc. Đấy, xe hơi mới đi cao tốc được. Xe máy là để coi xe máy đường nào ta. À đi Biên Hòa. Xe máy phải đi Biên Hòa thôi. Chạy sao chạy đó, chạy quốc lộ 1. Đó. Xe máy thì bạn cứ bò quốc lộ 1 rồi chạy theo quốc lộ 1 rồi đi hoài. Ra tới Nha Trang. Còn bây giờ xe hơi đó ở Sài Gòn khởi hành chui ra được cao tốc, bắn qua cao tốc Long Thành Dầu Dây 100k. Luật rồi. Nghe 100k. Cao tốc thì không có gì để bàn, chạy cũng được, không có nổi kẹt lắm. Ok, chỗ này được nè. Xong rồi ló đầu ra tới Đồng Nai. Bạn đi hết cao tốc và xe quẹo tới phải, chạy vô quốc lộ 1. Đi Đồng Nai, tới chỗ này mới là cực hình. Đó là đường 1 nha. Còn không đường này nói trước, đường này ngắn nói trước đi. Bạn không đi hết cao tốc, bạn tới quốc lộ 50. Cái chỗ nào đó mà đồn của tiếp thị sữa đó. Nhưng mà thôi, giờ tiếp thị sữa đâu phải chỗ đó có không có đóng. Nghe. Đi hết đi về cái hướng mà gọi là Vũng Tàu, xong rồi tới cái ngã ba, một bên quẹo Vũng Tàu, một bên đi về Hồ Tràm. Đừng đi vô Vũng Tàu, chạy thẳng về Hồ Tràm, thẳng về Hồ Tràm qua khỏi Hồ Cốc, đi con đường đó tới La Ghi. Đó, La Ghi cũng là một địa điểm du lịch của tỉnh Phan Thiết nha. Wow. Con đường đó nó có cái ưu điểm là đường cặp biển, mấy cặp tình nhân mà nó mới yêu đó, nó mơ mộng lắm, nó biển với nó núi không à. Nên thôi đi đường cặp biển. Nhưng mà đường đó có đặc điểm gì? Nó cũng không dài hơn mà nó cũng ngắn hơn mà nói chung ít xe hơn. Ít xe hơn, bạn chạy thoải mái hơn. Đường nó nhỏ hơn nha. Nó ít xe chạy thoải mái. Đường nó cũng đẹp. Wow. À, xui xui gặp chỗ nào làm thì hơi xấu nhưng mà nghĩ chắc vợ làm xong rồi. Bạn đi tới La Ghi. Bạn có thể dừng chân đó bạn ăn cái gì đó, tùy tối ăn đó thôi. Xong bạn dòng xe bạn quẹo tay trái, bạn dòng xe bạn đi về lại quốc lộ 1. Tụi em đừng có tưởng quốc lộ 1 nó thẳng, không dám, nó thẳng nó vòng thấy bà luôn á. Nhưng mà thanh đạt mà đừng có cười, tao nói cho mày nghe, đường đi đường nó nhanh hơn đó. Tại vì sao anh nói cho tụi em, anh nói có sách mách có chứng. Theo kinh nghiệm giang hồ của anh đó là đường quốc lộ 50 chạy 90, đúng chưa? Mà quốc lộ 50 không giờ kẹt xe hết đó. Thì em đi quốc lộ 50 em lợi được cái đoạn cao tốc, em đóng tiền ít hơn, ai biết được tụi bay tính sao, đúng không? 40 cái gì ra khỏi đó 40
chừng nào ra khỏi cái trạm dầu dây mới sáu chục mới yên tâm. Đó, dòng tới đó không có dính BOT nào cả, đi chạy te te luôn, mà đường về Hồ Tràm là cây nó vắng mà đẹp nữa. Wow. Chạy nói chung là nó ngon lành, đường cải chạy ok á, nhanh không có bị kẹt, nên đó là cái lý do làm cho quãng đường mà đi nó ngắn lại. Thật ra nó cũng dài như nhau thôi à, nhưng mà mình đi nhanh hơn. Đó, còn nếu mà không rành đường á, tại đường nó đi nó không phải thẳng mà nó có quẹo này quẹo kia. Thằng nào mà tới ngã ba của Như Nguyễn nói mẹ không còn không đi thẳng vô Hồ Tràm, đi ra ngoài Vũng Tàu một cái rồi bọc lại cho thấy cảnh. Thấy không? Đó. Đi đường đó đẹp, có biển, có cây, có la ghi thơ mộng. Wow. Đó, cái la ghi á, la ghi mốt Như Nguyễn đi Như Nguyễn feedback cho nghe. Đó, xong cũng dòng là quốc lộ 1 nữa. Nhưng mà khi mà bạn dòng là quốc lộ 1 cái đoạn la ghi á, là đi nó dễ hơn rất là nhiều. Đi nó dễ lắm. Chạy 90. Nhớ. Trời ơi, km mà chạy đường nó 90. Còn hả, tao nói thiệt với bạn nghe, bạn đi quốc lộ 1 cái đoạn khổ nhất mà cái đoạn khốn nạn nhất là đi qua Đồng Nai. Cái độ chỗ đó nó thiệt các bạn kinh hoàng luôn. Công an thì bèo bèo chắc phải 5 chốt á. Trời ơi. Mà cái bữa đó gì đi nó xui, nó mưa nó không nổi. Má mưa tối đất tối trời, gặp hàng khỉ cái hang đụng lộn kẹt đường nữa. Cặp kia chắc đi chơi không phải cặp vào nguyên nhà luôn. Chắc đi đâu Phan Thiết chơi nè. Bị cái xe tải đằng sau đụng cái pum. Đụng cái xe nó móp, móp cái đích, móp tè le luôn. Ngồi đứng đó cãi lộn ABC các kiểu, công an tới tè le kẹt đường. Nhích nhích từng bước, từng bước, từng bước, từng bước. Trời đất ơi, qua khỏi cái đoạn đó tưởng đâu hết kẹt là nhà bố. Mà cái ngày đó biết ngày gì nó kẹt kinh khủng. Tôi nhớ ủa mấy lễ gì mấy ông ngồi xe tải đi nghỉ đi chứ không lễ mình chạy đâu. Đúng không? Chạy mà chạy xiên nữa, chạy đông nữa. Kẹt lắm, kẹt khổ luôn á. Ngồi xe mẹt quạo luôn. À, tại vì bạn hiểu nè, cái xe nó bực mình. Dư nhích từng chút qua cái đoạn Đồng Nai nó khổ là quốc lộ nó nhỏ. Quốc lộ về Cần Thơ cũng là quốc lộ 1, nhưng mà về Cần Thơ đường nó rộng hơn. Nó có lên liền, chạy 90. Bạn về Đồng Nai, đường nó nhỏ. Nó có lên, nó không có lên liền. Nó không có giải phân cách cố định á. Chạy 80 maximum. Nhưng mà tôi nói thiệt với bạn, cái đường đó mà chạy 80 cái gì? Chút 80, chút 60, chút 80, chút 60. Tôi nói thiệt với bạn á, mắc kiểu gì nếu công an bắt cũng phạt chết luôn. À, chỗ thì cấm vượt, chỗ vượt, chỗ cấm vượt, chỗ vượt, đa vượt thằng khỉ kia. Gặp cái bản quẹo vô không kịp công an, vô đây. Nên cái đoạn đường đó là đoạn đường ức chế nhất luôn á. Cái đoạn đường đi Đồng Nai mà được gọi là bạn lái xe mà ức chế nhất cái đoạn đó. Tại cái đoạn đó nó có những cái mà mình bức xúc lắm. Đúng không? Nhiều khi mà mấy bố xe tải nó chạy có 30 thôi nè, nó chạy 30 trước đầu bạn, bạn làm gì nó bóp kèn nữa kệ bại chứ, đường bố mà. Bạn vượt nó một phát, một vượt lọt thì không sao nha, vượt không lọt á, một là xe ngược chiều đụng bạn, hai á là bạn vượt tới cái đoạn đó xong rồi tự nhiên cái thằng xe tải á, thằng xe tải đang đứng đây đúng không, nó chạy te te tới cái biển cấm vượt, cái biển cấm vượt nằm ra đây nè, xong nó chạy tới đây, bạn vượt nó tới đây, bạn tấp vô ngay đây rồi bắt bạn ngay đây. Bắt đẹp luôn. Không phải bắt ngày đó. Chạy đâu tới kia kìa có hình nha. Hình Full HD. Dạo này công nghệ hiện đại lắm chứ. Gửi Zalo hình Full HD đàng hoàng. Ức chế lắm mày. Mà chưa kể mấy ta lấy yếu á. Thứ nhất ta lấy yếu mà xe bắt như xe đạt. Đố nó dám vượt. Tại sao? Nhiều khi nó cũng quạo lắm mà nó không dám vượt. Nó không phải nó sợ công an, mà nó sợ cái xe ngược chiều đụng nó. Đó. Nên cái vượt cái đó đó, cái xe mà gia tốc nó yếu á, nó chạy vượt giữa chừng nó không có đủ, nó không có đủ trớm để nó vượt cái xe này. Thằng kia ngược chiều đụng tới ép lọt ruộng luôn. Tại xe nó ngược chiều mà, bạn vượt là bạn vượt ngược chiều đó, chứ là phải bạn vượt cùng chiều đâu. Nên mỗi lần vượt là mình chạy mẹt thì mình dám vượt thôi chứ mở lai mịch ra để một phát 120 bắn cái béo. Wow. Phát cũng đẹp nữa thôi chứ phá tốc độ. Bây giờ đồng chí thông cảm thôi chứ giờ vượt nó mà vượt cà bò mất mạng chứ con chết đẹp nữa. Đúng không? Nên vì đó là cái giao thông Việt Nam cái nó ức chế mà cái đoạn đó là một điển hình. Đi qua đoạn đó thì chán không đi. Nó thiệt tâm lý gì chán không đi, mẹ không có tiền. Đúng không? Mẹ đi máy bay chứ thiệt á. Nhiều khi mình cầm mẹt mẹt đi bỏ 3 tháng nhà không chạy. Mà bây giờ mình đi chơi mà tự nhiên này họ gặp mấy cái điều ức chế mình quạo lắm mà. Nó thiệt luôn á. Nó đợi sau này đi, không biết chừng nào mới có cái tuyến cao tốc nó về thẳng Phan Thiết. Wow. Nó nói từ Dầu Dây tới Phan Thiết đó. Cao tốc cứ 120 bắn thôi. Không có kẹt kiết gì hết. Sợ gì. Có kẹt kẹt chút đỉnh, không có bị ức chế bởi những cái đoạn vượt và cấm vượt.
đang chạy tới khu dân cư rồi quá tốc độ, bởi vậy không có đâu, như tại nước mình còn nghèo đúng không, nên đường xá một mình chứ làm gì có đạo. Ở nước ngoài á, nếu mà bạn đi nước ngoài bạn thấy đường dẹp đi, không có cái gì mà khu dân cư dân kiết gì, đường bố bố chạy thôi chứ đúng không, dân cư nó phải lòn đường khác, nó hoặc chui hầm hoặc lên cầu hoặc này kia hết, chứ không có chuyện như xứ mình đâu. Trời đất ơi, đang chạy đủ lộ một vậy, học sinh đâu đi học ra cái đống, các bạn thấy bức chế không, chợ từ lưa hết, chạy một chút xíu gặp bản cấm chợ, chút xíu gặp bản học sinh băng qua đường, chút xíu gặp bản khu dân cư. Thôi đó, bởi vậy đi con đường mà thiệt tình á, nhiều khi bạn đừng trách tài xế, bạn nghĩ thông cảm cho người ta nha, thông cảm cho người ta, khi nào bạn cầm cái vô lăng bạn mới hiểu, bạn ra đường bạn gặp cái này gặp cái kia bạn mới hiểu được. Chứ bây giờ nhiều khi bạn cứ trách tài xế, ừ này nọ kia đó, phóng nhanh vượt ẩu, phóng nhanh thì ok, mà vượt ẩu thì không chấp nhận thôi, vượt là phải vượt nó an toàn chứ vượt ẩu thì không được, ức chế kinh khủng. Mà mấy ông Đồng Nai này tối ngày tự hào ta đây tỉnh giàu, nói thiệt với bạn, Duy Nguyễn lên livestream gặp mấy đại ca Đồng Nai cũng tự tin lắm, ta đây giàu đóng góp ngân sách này nọ bc các kiểu, cái tỉnh bự này nọ kia, ôi xong có tiền mở rộng đường nha, giờ nhìn Cần Thơ mà học kìa. Wow. Đúng không, nếu mà nói về lưu lượng xe, thằng qua Đồng Nai cực kỳ đông, thằng Đồng Nai á là nó chiếm những cái quốc lộ quan trọng, quốc lộ 51 cũng ảnh nè, mà quốc lộ 51 ảnh làm được, quốc lộ 1A là ảnh nè, quốc lộ 20 là ảnh nè, 22 chắc cũng ảnh luôn đó, quốc lộ 20 là quốc lộ lên Đà Lạt đó, quốc lộ 1 là đi ra Bắc, đường nào cũng kém, mà công an chỗ nào cũng đông. Đồng Nai nổi tiếng nghe, bức xúc lắm thật sự. Đi ra Nha Trang cú đó chạy mẹ 9 tiếng tôi 9 ngày. Trời ơi. Xong rồi tới Bình Thuận đỡ, Bình Thuận đỡ cái đường thôi, công an cũng cả đống luôn, công an nhiều lắm mà. Nó thật sự mà chạy xe ngoài đường kiểu gì trả lỗi, đúng không? Chạy xe ngoài đường không nào chạy không lỗi. Bị đặt đứng vô, bị đặt tự tin, nói gì, ông chỉ lỗi đi, ông chỉ thoải mái thôi chứ gì. Anh đi cái đoạn đường dài, đúng không? Kiểu gì trả lỗi, mà ra quốc lộ lỗi đầy. Còn bạn chạy ra Sài Gòn thì ít lỗi thôi. Đường ở Phan Thiết đầu tư hơn, từ Phan Thiết trở đi là có BOT, nó có cái BOT sông Phan, BOT sông Phan, nói chung là BOT nhà quê có 35k, chỉ có đại gia Sài Gòn mới đẻ thôi, chứ thiệt có về quê BOT mắc lắm. Đố bạn tại sao mắc? Bỉ ở gì đúng không? Tại vì nó ế quá mà, ế quá phải chém, chứ không chém 90 năm thu hồi vốn mà. À, nên BOT với quê bằng đừng hỏi nhiều, mất 35k đi, đèo 90. Rồi. Ủa nãy gì nói lại gì ta? À mình làm tới Nha Trang thôi đúng không? Mình trường cái video mình làm cái khác nữa đi. Nội đường không gì làm chắc 4 video có đó. Rồi xong, đi ra khỏi Phan Thiết. Phan Thiết thì đường nó hai lane, bạn chạy vượt thoải mái, ừ, lane này lên kia chạy không có bị ức chế dưới kia, chạy tốc độ tối đa là 90 nữa. À, nhưng mà khu dân cư nó cũng y chang như thế này đó, quê nhất là có khu dân cư, học sinh trường học chợ búa từ lưa dưa, cưng đoạn 90 đoạn 60 đoạn 90 đoạn 60, nhiều khi nó bị gài những cái bực mình lắm nha. Bạn vô khu dân cư thì bạn đang chạy 90 mà nhìn thấy cái biển khu dân cư mà thắng cái rét lại thì đâu phải thắng nó về 60 liền đâu, đúng không? Nhiều khi thắng sao nó còn đâu mà chừng 65 thôi, nó vượt qua cái vạch, vượt qua cái biển đó 65 một phát mà tự nhiên lên đường à, 750 nha, đó 750 quá dưới những cái đích thì 750. Trời đã chạy ra khỏi Bình Thuận cũng gian nan, đau lưng ghé ăn cái, nói chung mấy quán dọc đường thì nói chung bữa đó đi ăn cũng đạm bạc thôi, ba bốn món gì đó cũng mắc lắm ăn được nha. Rồi xong mà đi ra khỏi Bình Thuận rồi tới đâu ta, tới Ninh Thuận, qua khỏi thằng 86 tới thằng 85 đúng không, nên tới Ninh Thuận. Ninh Thuận thì đường cũng vậy thôi đó. Bình Thuận thì Duy không có đi Phan Thiết, tại vì Phan Thiết là đường nó tới ngay quốc lộ 1 phải quẹo vô, còn Duy đi thẳng luôn. Nó đi ra khỏi Bình Thuận nó có những cái đi ngang cũng những cái gì, nhà máy nhiệt điện gì cũng bự lắm nha, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân gì đó cũng bự lắm, không phải nhỏ đâu đó, nhìn cũng ghê ghê. Rồi cảng Kiết thì cũng thấy cũng được, trong Bình Thuận chắc tương lai cũng lên đó mà. Bình Thuận giờ cũng nhiều dự án đầu tư đổ vô ok. Nó ra khỏi Ninh Thuận, Ninh Thuận thì nó bèo hơn. Ninh Thuận thì du lịch không ăn thua đâu bạn ơi. Ninh Thuận nó chỉ có thằng Amanoi thôi nha. Amanoi thì mốt làm video riêng nói nó cũng hơi nhiều chuyện đó. Còn Ninh Thuận này nọ, Ninh Chữ rồi Tháp Chàm gì đó. Tháp Chàm Phan Rang, Ninh Chữ, Ninh Chiết gì đó, sơ sát. Nói chung mà nói khu lịch Ninh Chữ nó cho ách vậy thôi chứ có gì đâu. Đó,
mà chạy ngoài đường khi gặp mấy ông nội Phật thủ hài lắm nha. Mình đang chạy bon bon thì thấy đống Phật thủ trước mặt luôn, dựng xe đã không biết làm gì. Nhìn xuống ổng chụp hình ông ơi. Ổng đi ngang cái biển Cà Ná đó, ổng chụp hình. Ổng chụp hình ổng làm kỷ niệm ta đã từng đến nơi này. Mà dựng xe đóng rồi đó, chụp hình hài lắm. Ở biển Cà Ná cũng có gì đâu đẹp, nó có cái resort 3 sao, 2 sao gì đó. Đó, biển cũng bình thường nhưng mà nói chung á, nếu mà nói về biển Việt Nam á mà không đẹp á thì không đúng, đúng không? Nó hầu như là biển nào cũng đẹp. Nhưng mà cái đẹp ở đây á đối với Duy nó vô nghĩa. Đúng không? Chúng ta phải khai thác cái đẹp, chúng ta phải có tiền từ cái đẹp thì cái đó mới là đẹp. Đó, nên nhiều khi Duy nói là biển Cà Ná không có gì đẹp thì không có nghĩa là nó không đẹp, mà tại vì nó còn chưa có đại gia đầu tư. Chỉ có hàng Nha Trang với Đà Nẵng là ăn thua thôi, còn nhiều rất hết. Mình nói thì có nhiều khi mình chấm điểm nó hơi bị phủ mà. Nha. Nhưng mà theo Duy đánh giá vậy đó, tại Duy là Duy trải nghiệm nhiều rồi mà. Xong rồi tới báo cáo đồng chí, đi ngang Ninh Thuận ăn chốt nha. Nói chung là nổi tiếng luôn. Mạt trắng của Duy nổi tiếng miền Trung luôn rồi. Chốt nào dính lên đó. Rồi xong hết Ninh Thuận tới đâu ta? Hết Ninh Thuận thì sẽ tới Khánh Hòa qua Cam Ranh. Đó. Thì nói chung là đường thì nó cũng như nhau, đường tới đó là dễ đi rồi. Chỉ có một cái bực mình giống như nói là 60, 90 làm hoài vậy đó. Rồi lâu lâu gặp chốt. Gặp chốt thì chắc chắn là nói chung là hầu như là 99% dính rồi đó. Hiếm nào không dính lắm bạn, tại đó xe bắn lắm. Ngoài đó nằm giữa đường chả nào thèm cắn chết mà. Thì bạn nghĩ cái mật độ xe bắn vậy dính hay không dính? Đúng không? Đó, hiểu rồi. Cái đó cũng làm ức chế du khách mà. Thiệt đi chơi gặp mấy cảnh này bực. Mà nói tóm lại, cái quãng đường từ Sài Gòn ra tới Nha Trang chạy 9 tiếng nha bạn. Ghê lắm, phải giỡn đâu, 400 cây á. Chạy đuối khựa luôn á, đuối lắm. Nhưng mà đường đó, nếu mình nói về đường, nó dễ đi Đà Lạt. Tại vì thằng Đà Lạt á, bạn đi nó cũng khổ, nó qua Đồng Nai nó khổ như nhau. Mà thằng Đà Lạt bạn qua khỏi Đồng Nai bạn cũng còn khổ nữa. Đường nó nhỏ, đúng không? Đường nó nhỏ. Còn bạn đi Nha Trang, đường đẹp hơn. Bởi vì đó, Nha Trang du lịch nó ok hơn Đà Lạt. Bởi bạn đường xá mà không xong là không có nào đi du lịch hết á, đúng không? Đi du lịch tour nó là đi bằng xe. Bằng xe thì nó chạy thoải mái nó mới đi đó. Chứ còn bây giờ đi du lịch cách trở nghìn trùng, mấy anh Trung Quốc thèm vô, đúng không? Nó thèm vô làm gì? Xong rồi cũng bò tới đâu ta? Tới Cam Ranh cũng chạy tới Duy tới Nha Trang là tối. Chập tối, lúc đó là hoàng hôn rồi nha. Một thành phố Nha Trang hùng vĩ hiện ra trước mặt. Những tòa cao tầng. Mà nói chứ không phải gọi là mình chảnh chứ thiệt. Từ ở ngoài Đồng Nai mà đi ra tới Nha Trang á, thì nói về cao tầng thằng Nha Trang là nhất. Nói về du lịch thằng Nha Trang là nhất. Phan Thiết chả thổi gì nha. Phan Thiết chỉ đầu dịch tầm trung thôi. Nó Phan Thiết nó chưa đủ sang đâu. Sao đầu tư sao không biết nữa. Còn thằng Nha Trang á, thì nó VIP hơn Phan Thiết. Nhưng mà Nha Trang nó gọi là nó có sự pha trộn. Nó có sự pha trộn giữa bình dân với sang. Nó đâm ra thì nó cũng hơi phức tạp chút. Đó. Còn về du lịch review về Nha Trang như thế nào thì Duy sẽ có nhiều video để Duy nói. Còn hôm nay á là Duy chỉ nói về cái đường từ Sài Gòn về Nha Trang. Cực hình. Khổ. Quốc lộ 1 dở ẹt. Vậy thôi. Đó, quốc lộ dài nhất Việt Nam. Nhưng mà cũng là cái niềm đau đáu cánh tài xế. Rất dở. Đó, chừng nào mới có đường cao tốc Bắc Nam. Còn lâu. Đó, đường cao tốc Bắc Nam nó làm thân hai chặng nha bạn. Nói cho bạn biết luôn, những thông tin dự án như nắm rất kỹ. Đầu tư bất động sản mà ba. Thứ nhất, nó sẽ mở ra tới Phan Thiết. Thứ hai, nó mở từ Phan Thiết thẳng tới Nha Trang, hai chặng. Thí dụ như bạn tưởng tượng đi, bây giờ có cao tốc tốn nhiêu tiền. Cho là tốn 300 ngàn đi. 300 ngàn tiền BOT chạy đỡ ức chế rồi. Mình chạy cao tốc á, từ Sài Gòn ra Nha Trang cao lắm 4 tiếng. Đúng không? 4 tiếng. Mình đi kia 9 tiếng. Còn 5 tiếng vi vu dẫn bồ đi qua mấy đảo chơi. Wow. Thoải mái đúng không? Mà cái tâm lý mình chạy xe mình không bị ức chế nữa. Cái đó điều đó quan trọng. Còn mình chạy xe, mình chạy đường dài, mình mệt, mình bị ức chế cái này cái kia nữa, đi chơi nó mất vui. Đó. Mà nói về giao thông, nói về hạ tầng đó thì thôi, cái Việt Nam này tê liệt từ đầu tới đuôi luôn. Không riêng gì miền Tây, miền nào cũng chánh mẻo á. Thí dụ như bây giờ nói vậy á thì nó sai ăn điểm. Nếu mà các bạn từ Ninh Thuận các bạn đi Nha Trang thì nó đường đẹp. Nhưng mà nói chứ phải chảnh nha, Ninh Thuận dân Ninh Thuận tiền đâu đi chơi.
Nói này cho mấy ông Ninh Thuận cũng giận này nha. Mấy bạn có tật ngộ nó đụng địa phương các bạn, bạn ghê lắm nha. Không mà đụng địa phương tao mà coi thường tao hả? Thì mình phải chấp nhận sự thật thôi, đúng không? Đó. Chỉ có những thành phố lớn nó mới có người giàu, nó mới dám đi chơi như vậy. Đó, mà muốn du lịch phát triển là phải du lịch, cái thằng đi du lịch nó có tiền. Mà muốn cái thằng có tiền đi du lịch thì phải đầu tư. Nói vậy đó. Không thì nó đi mẹ nước ngoài đi chứ, đi trong nước chứ ức chế mà. Thứ nhất chặt chém, coi chặt chém không? Chặt thấy bà luôn chứ không chặt. Chặt thằng Trung Quốc khóc luôn. Nói trước nha. Ra ngoài Nha Trang có con trái dừa 35 ngàn. Nó vô nói tiếng Anh. Không biết, nó là nói tiếng Anh thôi nhưng mà gì không biết nó người nào nha. Hỏi nhiều nó 35 ngàn lặng lặng bỏ đi luôn nha. Không biết là nó chê mình mắc nó đi hay nó không có tiền mua ta. Cái đó thì không biết thiệt. Vậy thì trái dừa 35 ngàn hợp lý không? Thì Duy thấy cũng hợp lý đó. Nhưng mà đối với số bạn thì nó chém. Thì chặt chém có không? Cả đồng. Nó nên cái du lịch Việt Nam nó bức xúc nhiều cái lắm mà. Khi mà mình làm du lịch thì bạn nghĩ người ta đến bằng phương tiện gì? Nếu mà nói về lấy khách Trung Quốc nó bay từ ngoài ngoài Quảng Châu, Quảng Đông, Thẩm Quyến, Thẩm Quét gì đó, nó qua thẳng Nha Trang ngồi đi, nó làm cái công khỉ gì đó. Bạn muốn phát triển du lịch đó thì phải phát triển du lịch quốc tế và nội địa. Khách nào là khách hết, đúng chưa? Phải cân bằng. Còn nếu mà giờ đặt một cái logic bình thường, dân ở trong miền Nam đó, nó ra Nha Trang nó bao ngán, thậm chí đi lần chắc 10 năm sau đi nữa đó. Còn đi máy bay thì nó làm gì, đúng không? Đi máy bay thì cũng được, nhưng mà thường thường á, cơ quan, công ty, tổ chức tao mới đi. Ít ai xe lẻ lắm. Đó. Ít ai xe lẻ lắm. Nên cái phần mà khai thác du lịch bằng phương tiện cá nhân ở Việt Nam mình nó kém. Còn nếu mà giờ kêu ngồi xe Phương Trang ra ngoài ngoài, thôi tôi nằm tôi ngủ ngày hả? Nó cũng mệt nữa. Đường xá không xong, du lịch không phát triển. Sài Gòn là gì? Sài Gòn là mình nói là Hòn Ngọc Viễn Đông đi hen. Wow. Bây giờ nha, không phải xưa đâu. Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông. Mà cái kết nối giao thông từ Sài Gòn đến những cái địa điểm du lịch khác nó bao dở. Dân Sài Gòn đi đâu? Xin lỗi đi nước ngoài. Đừng nói sao xui thiệt á. Không phải là không yêu Việt Nam. Duy yêu Việt Nam lắm chứ. Nhưng mà Việt Nam này bào tiền dở quá. Thái Lan nó bào dễ nhẫn 200 bạc nè. 200 ngàn bạc Thái. Lúc đó tờ tỷ giá gì mua là khoảng hơn 150 triệu cái nhẫn này. Đó, Việt Nam bào dĩ nhẫn này 500 ngàn. Nó thí dụ giờ bạn hỏi gì đi. Singapore ghé không? Ghé sống ghé rồi. Singapore vừa ngon mà sống ghé. Tự nhiên mình có tiền mình cầm tiền đi Singapore lãng ngẹt. Từ Việt Nam bay Singapore 1 tiếng rưỡi. Tới người ta. Không biết 1 tiếng rưỡi thêm 1 tiếng quên rồi. Đó. Còn mình đi, mình đi ở Việt Nam thật sự càng đi càng sót. Mình sót là một đất nước của mình nó có nhiều cái điểm đẹp như vậy đó, nhưng mà không có nhiều tiền hết á, đúng không? Cái ngành du lịch nó không hái ra được nhiều tiền, mặc dù là có chứ không có đâu nha. Việt Nam mình năm ngoái mà biết đó bao nhiêu lượt khách đâu đó, 18 hay 15 triệu gì đó, nói chung là một hàng đó đó. Thằng Thái Lan nó quốc nhiều mà biết không, gần 40 triệu. Hỏi Thái Lan Việt Nam nào đẹp hơn? Thái Lan chả có mẹ gì đẹp hết. Mà bạn biết nó đón 45 triệu nó đổ ra tiền đã được nhiêu không? Thằng Thái Lan nó bào tiền siêu hay. Bạn nghĩ không? Thằng Singapore nó nhỏ xíu mà nó du lịch còn hơn mình nữa đó. Tại vì người ta đến Singapore người ta cảm thấy thoải mái. Về giao thông thằng Singapore không có gì để ẵn cả, đúng không? Bạn cứ nghĩ cái một cái dân số của nó là 5 triệu dân. Đất nước nó nhỏ lỗ mũi thì nó phải kẹt xe thấy mẹ, đúng không? Đằng này nó không kẹt, đây không phải là so, đúng không? Cái này Duy không có so Việt Nam với Singapore nha. Duy nói về cái cảm nhận của du khách. Người ta chọn một cái điểm đến đó, giao thông nó phải thông thoáng này nọ kia. Cách làm du lịch nó phải chuyên nghiệp, phải quảng bá này nọ thì may ra mới có ăn đó. Ở Việt Nam mình thấy làm du lịch nhất nhì cũng Nha Trang chứ phải giỡn đâu đó. Nhưng mà để đến được Nha Trang là cả một chặng đường. Để đến được Nha Trang là cả một chặng đường mà. Vậy thì khi nào Việt Nam mình nó mới du lịch xuyên Việt? Chứ Nguyễn chỉ thấy mấy thằng Phượt đi du lịch xuyên Việt thôi, chứ mấy thằng rảnh nó đi du lịch xuyên Việt thôi chứ giờ. Kêu gì đi xuyên Việt chắc gì lái cho tới Hà Nội xong bán mẹ xe. Không phải là xe hư mà bắt tôi lái vô nữa, tôi không lái đâu. Đúng không? Trời ơi trời, cái đường quốc lộ 1A đi thấy gớm à. Nhất là gặp mấy đại ca thì mình là du khách mà tới có ngày bắt chốt hoài. Đúng không? Không có tâm lý gì trên trời. Ví dụ như giờ thiệt bạn thấy biển số của thành phố là tức là này biết là đi chơi rồi. Thì nó cái lỗi nó không ghê gớm, nó không làm cái gì mà quá đáng lắm, thôi đi, đúng không? Nó là một trong những cách mà thu hút du khách. Các bạn hiểu
thu hút du khách bằng hộ chiếu, bằng visa. Nó thằng Thái Lan visa rất dễ nha, nhưng mà riêng đại ca Việt Nam visa rất khó. Đó. Mà cái visa dễ là gì? Tạo cho người ta cái cảm giác là à, cái địa phương này nó đón chào mình, cái địa phương này nó welcome mình. Đó, nên người ta sẽ đến Thái Lan nhiều. Việt Nam thua Thái Lan rất nhiều về cách làm du lịch, từ cái hộ chiếu, cái sân bay, cái dịch vụ này nọ các kiểu. Ở bên Thái Lan á, như nói rồi đúng không, khi mà bạn làm hộ chiếu mà bạn, khi bạn nhập cảnh mà bạn không biết nhập á, tự nhiên có nhân viên nó ra nó hướng dẫn luôn. Nhân viên nói tiếng Anh như gió, nó ra nó hướng dẫn bạn, điền cho bạn luôn. Đó, lâu lâu nó vậy nữa nè. Chắc mấy em nào đạo Phật á, còn Việt Nam mình không có đâu ba. Trời đất ơi, mỗi lần đi ra sân bay nhập cảnh vô mình Việt Nam mình còn quạo đi, nói chơi ai. Thôi bạn nào điên lần đi, nói đúng không? Duy là người Việt Nam, Duy nhập cảnh là vô Việt Nam, Duy ngồi xếp hàng quạo đây nữa chứ, nó chỉ quốc tế. Nó ngồi máy bay nó mệt thấy mẹ rồi, nó chờ nó xếp hàng nhập cảnh có khi cả tiếng rưỡi. Có lần Duy nhập cảnh, Duy nhập cảnh cũng nhiều lần rồi, lần tiếng rưỡi, không lần nào được nửa tiếng. Trừ khi nào bạn bay cái chuyến bay nào mà nó 12 giờ đêm nó vắng, có mình bạn thì bạn vô được tiếng rưỡi. Ra lấy hành lý đã đợi, bỏ hành lý mình lăn lóc đâu kiếm thấy bà luôn, chứ ai đâu mà cái khay chờ hành lý nó chờ mình hoài. Nên hy vọng là trong tương lai nó sẽ cải thiện, mà cải thiện cái gì là cải thiện vấn đề giao thông. Đường xá nó phải ok đi. Đó. Đường xá nó ok để cho có nhiều cái phương tiện tham gia giao thông nó tham gia được. Lúc đó là những cái xe lữ hành, những cái xe du lịch đó, nó sẽ làm những cái tour du lịch xuyên Việt như vậy, thì nó sẽ kết nối vùng với nhau. Thí dụ như thằng Nha Trang nó ăn được thì thằng Bình Định nó phải bú chút đỉnh. Đúng không? Chứ giờ bạn nghĩ là tâm lý không nào điên điểm hết. Đâu có ai điên điểm đâu. Bây giờ tôi đi du lịch á thì tôi phải đi gần nhau. Đó. Thí dụ như bây giờ thằng Trung Quốc đi, nó mua cái tour du lịch là bây giờ đi du lịch Việt Nam. Nhưng mà nó mua cái tour số 1 là đi Nha Trang, đúng không? Quy Nhơn, Cà Ná, ví dụ về 3 điểm. 3 điểm á thì cái tour này chơi khoảng chừng 5 ngày. Vừa tiền 5 ngày nhiêu, $500 ví dụ vậy. Đó. Thì để cho người ta khi mà nó qua đây kiểu gì chả đi xe. Đúng không? Đi một cái xe khoảng chừng 50 chỗ á. Thì nó chạy từ Nha Trang đi ra Bình Định nó cũng khỏe, đường xá rộng rãi thoải mái rồi này nọ, không kẹt xe, chạy tốc độ ok. Nó khu dân cư gì rào lên hết đi, làm gì có đạo. Bây giờ ông xác định đi, cái đường là cho xe chạy hay cho người ta đi bộ, ta băng qua. Nó bởi vì bức xúc lắm các bạn, đúng không? Ví dụ cái đường xe chạy thì tham gia giao thông thì đi bộ phải nhìn, chứ giờ tự nhiên cái đường tham gia cái đường quốc lộ người ta đang giữa chừng có cái chợ nữa trời, đúng không? Thì như vậy thì du lịch nó mới lên được. Chứ bây giờ ví dụ như giờ, thứ nhất nếu mà cái tour nãy Duy nói đó, đi ra Nha Trang chơi hết Nha Trang ok, hài lòng, happy, review Nha Trang tốt, good, đó là cái sự thật. Khách Trung Quốc ở Nha Trang quá trời, mà chỗ khác nó không có, tại sao vậy? Chỗ khác không có cái cho nó chơi ông ơi, đúng không? Chỗ khác có gì đâu chơi. Bây giờ đi ra ngoài FLC hên cũng được thằng hai thằng đó, Duy đi FLC ngoài Quy Nhơn gặp thằng hai thằng. Mà từ Nha Trang mà ra Bình Định nó không xa thế mà chứ gần đâu. Đó, mà đường xá không ngon là chả chết. Hiểu không? Xong rồi vòng về Cà Ná đường xá cũng không ngon sao đi. Đó. Bởi vì một cái cao tốc Bắc Nam là một cái cực kỳ cần thiết. Không có nó kinh tế khó lên. Đúng không? Đó nên nói về đường xá thì có mặt được, mặt chưa được. Đó, tất nhiên. Đường thì nó vẫn đỡ hồi xưa. Không? Thời 75 thì nói làm gì? Mà thậm chí thời 90 cũng chả gì để nói. Nó mình phải nhìn nhận ở đường thì cũng có đỡ hơn sự thật. Nhưng mà cái tốc độ phát triển của đất nước Việt Nam này nó quá nhanh. Con người nó giàu lên nhanh quá. Hồi xưa là ông khỉ có tiền đi chơi đại gia mới đi thôi, chứ giờ đi nùi nùi. Nó đi kinh khủng đi luôn á. Biển hả? Lúc mà ngày 30/4 tất cả những bãi biển từ Bắc vô Nam thất thủ. Chỉ có một cái ông nội Hải Phòng biết cái biển không làm kiểu gì ế khách, chỉ có cái đó thôi. Còn hả, Đà Nẵng thất thủ, Nha Trang thất thủ, Phan Thiết thất thủ, Vũng Tàu thất thủ, mấy cái khác đi ngủ. Tại vì nó khác bao nhiêu rồi trời, ta đi đến những cái địa điểm du lịch thôi. Lăng Cô Huế như cũng đông á, rồi Sầm Sơn Thanh Hóa thất thủ, nó ghê lắm bạn, đúng không? Nên thôi, tâm sự kể cho bạn nghe, review một cái đoạn đường để cho các bạn nắm được là cái hành trình đi đến Nha Trang cũng như nó gian khổ lắm bạn, gian khổ lắm nha. Nó nhưng mà ra Nha Trang bào tiền không có đã,
mà nhiều khi bị chén thì cái chuyện đó sẽ kể sao, tâm sự sao, review sao và góp ý cho Nha Trang làm du lịch nó đẳng cấp hơn chút đi đó. Chứ đừng có làm chụp giật, mình làm chụp giật như vậy mình sẽ không cạnh tranh được với các nước Đông Nam Á. Và bảo đảm với bạn, làm chụp giật như vậy dân có tiền đi nước ngoài, dân có tiền mà mãi chiều nó đi ba, không có tiền là cha là mẹ đó. Ở Việt Nam làm xong đi nước ngoài, ở Việt Nam học không xong mới gửi con đi du học. Bà thấy không, bà biết được Việt Nam mình một năm á là bị chảy máu đô la bao nhiêu không, chảy máu ở những vực sau đây. Cái rửa tiền không bàn, rửa tiền pha pháp không bàn nha, y tế, giáo dục, du lịch đó, chảy như đó đó, chảy cho đồ hiệu nữa mà tao đồ hiệu tiêu dùng đi, có bệnh không, cái khám Việt Nam đi đâu đổ đâu. Mà nhiều khi Việt Nam khám ok nha, Việt Nam khám tốt, nhưng mà tại dịch vụ thấy ghét nó không vô đó. Giáo dục Việt Nam đâu dở đâu, nhưng mà cái tâm lý người ta nghĩ rằng à, ôi Việt Nam này còn nhiều bất cập lắm, ủa giáo dục nó mua điểm rồi mua dâm rồi tình tiền người ta lương chưa hết. Xin lỗi bạn, nước nào chả có cúng đầu qua Mỹ chơi vậy đó, bán nhà Việt Nam, bán một căn hai căn ba căn một năm gửi đứa con đi học châu Âu tốn mẹ 1 tỷ bạc, 3 năm 3 tỷ, ai biết nhỏ rớt luôn, không có học, không có học nghe qua bển, nó cũng đi du lịch á, nó cũng coi vlog anh Như Nguyễn đi du lịch nha, xong mất mẹ nó 3 tỷ, thằng con về ngu luôn, nhiều lắm mà. Thôi dừng đây nha, nói nữa mất công các bạn ghiền. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.